nè, tới giờ tập trung rồi kìa. Dậy. Dậy đi. Nhanh lên con. Thôi kệ đi, để nó dậy trễ thầy phạt nó. Mà chuẩn bị đi học đi. Nghiêm. Trễ giờ rồi. Nhà trường đã quyết định chọn một số nữ học viên ở khoa cảnh sát hành động vào lớp cảnh sát đặc nhiệm nữ, gọi tắt là DN01. Giờ đây sẽ là lớp đặc nhiệm nữ đầu tiên được đào tạo và huấn luyện đặc biệt để nhằm phục vụ cho các chuyên án quan trọng. Và danh sách 12 học viên có thành tích xuất sắc nhất vào lớp học đặc biệt này chiều nay sẽ được dán ở bảng thông báo. Và những ai được chọn phải nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, khi nào có lệnh lập tức chuyển về khu ký túc xá B để ở. Và đây là thầy Trần Khang, sẽ chủ nhiệm lớp DN01. Xin chào các em. Sau khi các em biết tên mình có trong danh sách thì mau chóng tập hợp để chúng ta bắt đầu. Cũng sẽ chỉ có 12 người thôi, không biết là có được chọn hay không nữa. Tháo hức bây giờ có chừng sớm đó. Chính ra đứng coi. Trời ơi. Hai em kia, mời hai em lên đây. Buổi thông báo đã kết thúc, mọi người giải tán. Rõ. Bây giờ tôi đi trước, cậu ở đây làm quen với học viên mới nha. Dạ thưa thầy, em biết lỗi rồi, nhất định lần sau em chắc chắn sẽ không tái phạm nữa thầy. Em cũng vậy, em hứa sẽ không dậy trễ nữa. Tôi không cần lời hứa của hai em. Ở đây chạy 2 vòng sân cho tôi. Nếu em không tuân thủ được kỷ luật thì sẽ lập tức bị cảnh cáo, và mức phạt cao nhất sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Thầy, 2 vòng thì 2 vòng, nhưng thầy đừng đuổi tụi em nha. Thường thì tụi em chạy tới 10 vòng luôn đó thầy. 2 vòng không sao. Nếu mà hai em còn chần chừ, tôi sẽ tăng mức phạt lên gấp đôi đó. Dạ rõ. Dạ rõ. Đi. Báo cáo thầy, tụi em đã chạy xong 2 vòng rồi. Thôi được rồi, lần sau đừng có tái phạm nữa. Dạ. Dạ. Về lớp đi. Dạ. Dạ. Mệt quá. Mà tất cả cũng tại bà hết trơn á. Nếu bà không ra lớn lên thì làm sao thầy biết được. Tại bạn đâm sầm tôi thì có, không thôi tôi đã thoát rồi. Mà nè, kiếm đâu ra ông thầy hả? Khó tính khó ưa như vậy không biết nữa. Nếu mà lỡ lọt vô lớp đặc nhiệm của ổng á thì chắc chết luôn á. Trung quý Trần Khang mới về đây chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Nếu như có khó khăn gì cứ trao đổi với thầy Minh đây. Dạ. Tôi nghe nói hai người là bạn phải không? Dạ đúng rồi. Dạ trước đây tụi em từng học chung với nhau nên rất là thân. Nên việc hỗ trợ cho Khang thầy cứ để em lo. Tôi xin cảm ơn tất cả các thầy. Chắc là tôi phải nhờ Quân nhiều đây. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi được phép huấn luyện một lớp toàn là nữ. Huấn luyện lớp nữ thì càng thú vị chứ sao. Cậu được huấn luyện một lớp toàn là những bông hồng. Cậu đó là may mắn nhất rồi đó nha. Cậu ấy cũng như ngày nào, lúc nào cậu ấy cũng có thể dẫn được. Nếu mà cậu thấy hứng thú á thì tôi có thể nhường lại cho cậu. Không 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 không, đó là chuyện của cậu, đừng có đùng đẩy cho tôi không thích đâu. Thôi được rồi, đây là lớp nữ đặc nhiệm đầu tiên được huấn luyện đặc biệt. Không riêng về Trung quý Trần Khang mà tất cả chúng ta phải hỗ trợ để hoàn thành trọng trách này. Dạ rõ. Dạ rõ. Dạ rõ.
Cảm ơn tất cả mọi người. Với bản thân tôi sẽ cố gắng hết mình và nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lo, mình sẽ hỗ trợ cho cậu bất cứ lúc nào. Còn có chúng tôi nữa mà. Nếu có khó khăn gì, cậu cứ nói, chúng tôi sẽ giúp. Dạ, cảm ơn. Xem ra năm nay có nhiều điều thú vị thật đó ha. À, chết rồi, chết thiệt rồi. Sao cái sân trường gì mà rộng quá không biết nữa. Má ơi, còn gì là cái chân của con. Than cái gì mà than. Đó là hậu quả của việc dạy trễ. Hồi sáng á, tôi kêu bà quá trời mà bà có chịu dạy đâu. Kêu mà kêu cũng không tới nữa. Trời ơi, sao giờ này còn nằm nữa vậy? Vậy tắm rửa cho sạch sẽ đi. Còn sức đâu mà tắm. Phải chi có ai đó tắm cho thì tốt biết mấy. Ê, hay là bây giờ tụi mình đi xem danh sách những người được trúng tuyển vào lớp DN01 đi. Ừ, đúng rồi đó. Sen, đi không bà? Sen đi đi Sen. Sen chắc chắn là không được chọn vô lớp đó rồi đó. Thôi mấy bà đi đi, tôi nằm ngủ tiếp. Vậy thôi, giờ tụi mình đi. Ừ, đi, kể nó đi. Đi bà. Cũng tại mấy ông á hả mà em bị thầy phạt nè. Phải chi có mấy anh ở đây thì hay biết mấy. Ý, có tên bà Sen nè. Đi ăn mừng đi. Đánh ra cho tôi coi với. Đừng có chen mà, để tôi coi. Khoan, Ngọc gì lộn xa tôi đi. Ngọc nè, trời. Mình đậu rồi, dê dê dê. Hay quá. Mình đi trễ với bà mà cũng được vô lớp đặc nhiệm DN01. Hơ, cười thì bạn cứ cười đi. Coi chừng gió vô bụng bạn á, rồi đau bụng. Đừng có đổ thừa tôi nữa nha. Mà nè, tôi nói cho bạn biết, cái này á, là do tài năng bẩm sinh của tôi á. Đừng có mà ghen ăn tức ở rồi hả hơn thua với người khác. Không có thành công đâu nữa nha. Coi bộ lớp DN01 đặc biệt này có nhiều người cá tính đây. Để xem còn có cái gì hay mà ba mẹ một mực bắt mình phải vào cái ngành này chứ. Sen, Sen, tôi báo cho bà một tin cực kỳ nóng hổi, cực kỳ sốc, còn hơn trúng số nữa đó. Bà được vô lớp DN01 rồi đó. Cái gì? Là tôi sao? Có lộn không vậy trời? Lộn cái gì mà lộn, tôi coi đi coi lại nhiều lần rồi. Lớp mình chỉ có một mình bà vô được lớp DN01 thôi đó. Tôi nghi lắm, mấy bà xạo tôi phải không? Xạo cái gì mà xạo, tụi tôi có tới 4 con mắt lận đó. Tụi tôi coi đi coi lại nhiều lần lắm rồi đó. Nếu bà không tin á thì bà đi lên đó bà coi đi, bà biết liền. À, đã quá đi à. Vui quá. À, đã quá. Chúc mừng bà nha. Đào đó rồi phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần nghe chưa. Nếu mà bị đuổi cổ là nhục cho phòng mình lắm đó. Đúng rồi đó. Lớp DN01 là lớp được huấn luyện và đào tạo đặc biệt. Nếu bà còn ngủ dậy trễ hoài thì bị phạt nặng lắm đó. Tôi nghe nói thầy Trần Khang được điều từ bộ về rất là nghiêm khắc. Nếu mà học không tốt là bị đuổi cổ thẳng cẳng. Nè. Ê, chắc là lại mơ mộng mấy anh Hàn Quốc nữa rồi chứ gì. Chắc là vậy nữa rồi. Đâu có đâu. Tôi đang nghĩ khác. Vậy là sắp tới phải xa nhau rồi. Buồn ghê vậy đó. Mỗi đêm á không được nghe lý luận về triết lý logic của Ngân nữa rồi.
Nếu như mà muốn thì tụi mình vẫn có thể thường xuyên gặp nhau được mà. Dù có chuyển đi thì mình vẫn ở cùng trường mà ha. Biết là vậy, nhưng mà học chung với nhau vẫn thích hơn. Có thể mỗi đêm được tâm sự. Ngân đi rồi á thì tụi này sẽ nhớ lắm đó. Nếu như mà có bất cứ chuyện gì cần chia sẻ thì mọi người cứ tìm Ngân, đừng có ngại nha. À đúng rồi, đây là quyển sách mà Ngân tâm đắc nhất, tặng cho Hà nè. Cảm ơn Ngân nha, mình sẽ giữ nó thật cẩn thận. Còn đây, Ngân tặng cho Hà nhõng nhẽo nè. Cảm ơn Ngân nha. Mà nói nè, khi nào Ngân đi thì mới được mở quà ra nha. Không được mở trước mặt tôi. Mở trước mặt tôi, khóc nhẹ trước mặt tôi không thích đâu đó. Tôi biết rồi. Thôi nín đi, nín đi. Không được lần này thì được lần sau. Không có lớp DN01 thì cũng có lớp DN02 hay là 03 mà. Biết là vậy rồi, nhưng mà tôi hy vọng nhiều lắm. Đúng là càng hy vọng càng thất vọng mà. Thôi đừng khóc nữa. Trời, nãy giờ mà còn chưa nín nữa hả? Đã thì sướng rồi, sao hiểu được nỗi buồn của tụi tôi chứ. Tôi á thì chỉ là may mắn thôi. Mà nói tóm lại á, lần này bạn không được thì lần sau bạn được. Mà lần sau nữa bạn không được thì lần sau nữa được. Mà nếu lần sau nữa mà không được á thì thì sao? Thì ai biết đâu. Ê nè, làm gì đó? Ê, dạ, ê, tôi hả? Ê, 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 nha. Ê, thôi, cứ giỡn nữa, bị phạt bây giờ. Đừng làm vậy chứ. Bà lo sắp xếp đồ đạc đi, mai còn chuyển sang phòng mới nữa. Không có làm bè, nước tới chân mà nhảy không kịp đâu. Không có chuyện gì phải lo lắng hết. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Bây giờ đọc sách đã. Thế nào ngày mai cũng chạy tới chạy lui như giặt cho coi. Con nhỏ này nó hay vậy lắm. Ê Linh, được vào lớp DN01 phải tổ chức ăn mừng đó nha. Chuyện nhỏ, bữa nay mấy bà muốn ăn gì tôi bao hết. Công nhận bà giỏi thiệt đó nha. Lớp chỉ có 12 đứa, vậy mà bà cũng lọt vô được. Mấy bà cứ làm quá. Tôi thấy lớp đó cũng bình thường, nhiều người may mắn cũng vào được đó thôi. Ê, sao lúc nào cũng thấy Nga lầm lì lì thiệt là khó ưa. Làm vẻ ta đây mình giỏi, rành quá mà. Nhiều lúc quá thấy Nga lầm lì tôi ớn quá. Cũng may là bây giờ chuyển đi rồi, tôi mừng hết lớn. Thôi kệ đi, giờ mình kiếm gì ăn đi. Đi tôi ba. Đi. Nhanh lên. Trời ơi, tiêu rồi. Sắp tới giờ nhận phòng rồi mà chưa xong cái gì hết đây nè. Tôi kêu sắp xếp đâu vào đó trước đi mà không chịu. Để nước tới chân rồi mới nhảy không à. Nước tới chân mới nhảy còn đỏ đó. Nó đợi nước tới cổ rồi mới ngồi ngồi lên kìa. Thôi, hai bà phụ giúp tôi đi, đừng có càm ràm nữa mà. Còn gì nữa không để tôi dọn phụ cho. Thì đồ tôi chỉ có bao nhiêu đó. Bà coi thiếu cái gì á, bà gom hết giùm tôi nha. Nhá nhá. Được rồi. Còn có gì nữa ta? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Trời ơi, sao nhiều thứ quá vậy nè. Đây, sữa tắm, khăn tắm, dầu gội của bà đi nè. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Bao hết rồi đó. Đây nè.
quần áo hồi sáng tôi kêu lấy đi mà không chịu. Trời, gom hết vô cho bà đó. Cảm ơn hai bạn nhiều lắm luôn á. Chắc là xong hết rồi hả? Hồng cũng không biết nữa. Hình như thấy thiếu thiếu cái gì ta. Thiếu cái gì ta? Thiếu cái gì là thiếu cái gì? À, mình nhớ rồi. Thiếu một cái nhỏ nhỏ xinh xinh mà rất quan trọng với chị em chúng mình đó. Cái gì mà quan trọng? Thì phụ tùng con gái đó. Hôm qua phơi một đống ngoài dãy phơi đồ, quên lấy vô à. Trời ơi, tôi mới ra ngoài lấy đồ cho bà, có thấy gì đâu. Có nhiều đồ đây à. Sao kỳ vậy ta? Hay là... Trời ơi, tôi không có lấy của bà đâu nha. Khoan, để tôi nghĩ cái đã. Ở đâu ta? Trời ơi, sao mà rối quá vậy nè. Ở đâu, ở đâu? Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Hôm qua tắm, tôi giặt xong, tôi để trong phòng tắm luôn, không phơi. Trời ơi, tôi lại bà sát đất luôn. Tôi sợ bà quá. Không, tôi không biết bà làm được cái gì nữa. Tôi không làm được cái này, thì tôi làm được cái khác. Thôi, phụ đi, phụ đi. Chào bạn. Mình tên là Ngân. Rất vui được ở cùng phòng với bạn. Mình là Nga. Không biết hai người bạn ở cùng phòng với mình như thế nào ha. Ai thì cũng vậy thôi. Ây da. Lại là bạn đó hả? Trời ơi, không biết kiếp trước có hoàng gia gì không mà sao cứ gặp bạn hoài vậy trời. Cái này người ta gọi là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ đó nha. Đâu có dễ gì mà hai người xa lạ gặp nhau rồi ở cùng phòng đâu. Không biết á, đây là phước hay là quả nữa đây. Phước chứ quả gì. Chào mọi người. Xin chào. Chào, mình là Hồng. Ông ấy chơi giùm tôi đi. Trời ơi, Hèn kìa, mời Hèn lên đây. Mình đúng là bị quỷ ám mà. Xui xẻ gì đâu không biết. Đâu, quỷ đâu? Kìa, nhờ ơn người ta mà hai đứa mình chạy mấy vòng đó. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ, đừng có ở đó mà đổ lỗi cho người khác. Sai đúng gì ở đây? Là bạn bè cùng trường với nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Chỉ cần bạn đứng nhích qua một xíu thì thầy đâu phát hiện ra đâu. Tôi không thích bao che cho người có lỗi. Với lại tôi cũng đang tự hỏi tại sao những người thiếu nghiêm túc với hai bạn lại có thể vào lớp này được. Bạn nói vậy là ý gì hả? Bạn à, chỉ là hiểu lầm thôi. Mình bỏ qua đi nha. Với lại bây giờ tụi mình sống cùng với nhau rồi, phải vui lên chứ. Đúng rồi đó. Mình tên là Sen, bông sen. Mình là Ngân. Hôm nay mừng ngày chúng ta về với nhau thì đây là bữa tiệc liên quan. Xem ra Hồng với Sen đã chuẩn bị bữa tiệc này từ trước rồi đúng không? Thích chứ, vấn đề ăn uống là sở thích của Sen mà. Nga, Nga đi đâu vậy? Ngồi xuống với tụi mình nha. Đúng rồi đó, phải đông đủ mới vui chứ. Mọi người cứ vui đi, mình không thích ồn ào. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, đúng là không biết điều mà. Ủa sao Nga bỏ đi vậy? Hay là Nga không thích mấy món này? Thiếu mọi thì chợ cũng đông mà. Vô, vô một cái đi cho khí thế nè. Vô. Vô. Mà nè, sao Hồng lại thích thi vô trường này vậy? Từ nhỏ tới lớn tính cách của Hồng á hả, y chang như con trai vậy đó, không có thể thay đổi được. Bởi vậy Hồng nghĩ á hả, chỉ có ngành cảnh sát á là phù hợp với Hồng thôi. Còn Ngân sao?
Ngân sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Cả ba và mẹ đều làm cảnh sát. Nói thiệt nha, Ngân không thích làm cảnh sát lắm. Nhưng mà vì chiều lòng ba mẹ cho nên Ngân thi vào trường này. Ngân làm Sen bất ngờ thiệt đó. Bị ép mà vẫn học giỏi như vậy. Còn Sen thì ước mơ sẽ trở thành một nữ cảnh sát tài ba. Biết rồi. Có phải là muốn trừ gian diệt bạo để nổi tiếng không? Cũng gần đúng rồi đó. Thật ra Sen rất thích xem phim hành động. Nhìn mấy cô cảnh sát mặc đồ đẹp lại giỏi võ nữa, nên lúc nào Sen cũng ước mơ mình giống như vậy. Ủa, sao hai người cười vậy? Đâu có gì đâu. Thôi, vô đi. Vô. Các em ngồi xuống. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi, Trung Quý Trần Khang. Từ hôm nay tôi sẽ chính thức làm chủ nhiệm của lớp đặc nhiệm DN01. Hình như quân số lớp mình còn thiếu hai người. Ủa? Đâu rồi? Ở đâu rồi? Chắc đi trễ nữa rồi đó. Thì đi trễ lắm. Tình đúng rồi. Trời ơi, tiêu rồi. Sao hai đứa mình lại xui vậy không biết nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ bị thầy phạt chạy tiếp? Hai em vào đi. Em chào thầy. Lại là hai em. Có phải hai em đang cố tình chống đối lại nội quy của nhà trường, hay là các em thích bị phạt? Dạ không, không phải đâu thầy. Tại gần đây em mắc một chứng bệnh nan y. Bệnh này lạ lắm thầy. Cứ hễ không có ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt em á, thì em không mở mắt lên được. Cho nên em mới ngủ dậy trễ. Chứ em không cố tình chống đối nội quy gì đâu thầy. Còn em, lý do của em là gì? Em mà không nói được á, tôi sẽ phạt cả hai em đó. Khoan thầy, để từ từ em suy nghĩ cái. Dạ, tại vì em có ước mơ làm cảnh sát tài ba, được nhiều fan hâm mộ. Cho nên em thức khuya xem phim hành động trinh thám này nọ nè. Cho nên em muốn học hỏi. Thầy, tụi em hứa là sẽ không tái phạm nữa. Thầy tha tội cho em nha thầy. Dạ thầy, lần trước thầy phạt tụi em chạy bộ, bây giờ chân vẫn còn đau. Giờ thầy phạt tụi em cái khác nha thầy. Thầy, dù gì cũng là buổi đầu tiên lên lớp, thầy tha cho tụi em một lần nha thầy. Thôi được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nhớ, không có lần sau nữa đâu. Dạ, dạ rõ. Về chỗ đi. Bây giờ tôi sẽ nói cho các em rõ, làm cảnh sát đặc nhiệm thì chúng ta sẽ làm những gì. Hôm nay mình chỉ mới làm quen với lớp, nhưng mà căng thẳng tới mức mình không nói được gì. Mở miệng ra thì cứ gấp ba búng. Không có sao đâu, từ từ rồi cậu sẽ quen thôi mà. Đứng trước những cô học trò tinh nghịch xinh đẹp như vậy thì ấp a ấp úng là chuyện thường thôi. Cậu vẫn như ngày nào, lúc nào cũng có thể giỡn được. Đúng ra là phải để cho cậu chủ nhiệm lớp DN01 mới là đúng. Ê, không, tôi không có cái bản lĩnh đó đâu. Chỉ có cậu mới làm được cái nhiệm vụ bất khả thi đó. Tất cả là trông cậy vào cậu đó nha. Mình đang lo lắng không biết là mình có thể hoàn thành được trọng trách to lớn này hay không nữa. Chưa gì mà cứ nghĩ đến chuyện thất bại làm sao. Nó không có giống tính cách của cậu chút nào hết. Trước lạ sao quen. Với lại khi huấn luyện cho nữ giới, chắc chắn nó sẽ thú vị hơn nam giới nhiều. Thú vị hả? Chắc chắn điều đó là có rồi. Nhưng mà chưa gì mình đã thấy khó để đối phó với cái miệng của các cô gái đó rồi. Hả? Là sao? Bộ hôm nay có tiết mục gì xảy ra hả? Thời gian huấn luyện không còn nhiều. Vậy nên việc tự học của các em để đạt được kết quả cao là một điều rất quan trọng. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, để cho các em nhớ rằng đây là một công việc hết sức nguy hiểm.
nếu sơ xuất có thể hy sinh tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, ngoài việc các em phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép, mà còn phải trang bị đầy đủ những kỹ năng để chiến đấu. Ở đây tôi không có ý định hù dọa, tôi chỉ muốn các em hiểu một điều rằng công việc này thực sự rất khó khăn, đặc biệt là đối với phái nữ. Nữ không làm được bộ. Mời em. Nữ từ sao hả thầy? Không lẽ thầy cũng phân biệt coi thường phụ nữ chúng em? Tôi không có ý đó. Ý của tôi là lực lượng đặc nhiệm luôn trong tư thế trực chiến 24/24, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Do vậy, sự thiệt thòi của các em đối với các bạn nam, đó chính là thể lực và một tâm lý vững vàng trong chiến đấu. Tụi em có thừa những điều đó, nam giới có thể làm được thì phụ nữ chúng em đều làm được đó thầy. Nói hay lắm. Tôi cũng hy vọng là em có thể làm tốt như lời mình nói. Với tôi, khi tất cả các em chọn vào ngành này đã khiến cho bản thân tôi khâm phục. Tôi với tư cách là người đi trước, chỉ muốn truyền thêm đủ cho các em, để các em có thể vững dần tinh thần trong lúc chiến đấu và ý chí kiên định khi đối mặt với kẻ thù. Hồng, em có còn thắc mắc gì nữa không? Dạ có thầy. Em muốn biết là làm ngành này có được yêu không thầy? Đúng rồi đó thầy. Bao nhiêu tuổi tụi em mới lấy chồng được hả thầy? Mà làm ngành này hả? Có khi nào tụi em ế luôn thầy? Ủa, mà thầy có vợ chưa vậy thầy? Trời ơi, mấy bà hỏi lộ liễu quá vậy. Nhìn thầy trẻ như vậy, chắc là chưa có đúng không thầy? Thiệt không? À, không. Hôm nay học vui quá xá luôn á. Nhìn thầy Khang nghiêm khắc như vậy mà cũng có lúc dễ thương quá hen. Trời, không dám dễ thương đâu. Thầy gì đâu mà khó tính, lúc nào cũng thích phạt, hở chút là phạt. Hồng nói cũng đúng, nhưng mà nhìn thầy lúc nghiêm nghị đẹp trai quá trời quá đất luôn á. Trời, nhìn cái mặt là biết mê trai rồi kìa. Tôi á, là tôi không mê trai đẹp. Không mê trai đẹp vậy sao đời yêu? Bộ yêu trai xấu hả? Bị khùng hả? Ai muốn yêu ai hồi nào? Thì trong lớp học, chẳng phải Hồng nói nghề này có được yêu không đó? Sao? Hồng đang mê anh nào phải không? Trời ơi, người ta chỉ hỏi vậy cho vui vậy thôi, chứ ai yêu đương gì ở đây? Ủa, sao lạ vậy? Không yêu hả? Thôi mệt Sen quá, cứ đặt mấy câu hỏi như vậy làm gì? Trả lời Sen cũng mệt nữa. Sao vậy? Sen thắc mắc thiệt mà, Hồng trả lời đi. Ôi. Nè, nói đi, trả lời đi. Hồng. Nga không thích ở chung với mọi người đến như vậy hả? Cũng không hẳn, chỉ là Nga muốn có không gian yên tĩnh thôi. Nhưng mà hai người đó lúc nào thì cũng ồn ào. Thật ra Hồng với Sen tính tình rất là dễ thương. Nếu mà Nga chịu khó hòa đồng thì sẽ thấy hai người rất là đáng yêu. Nga không nói là họ xấu, chỉ là mình cảm thấy không hợp vậy thôi. À, cho đến giờ Ngân vẫn chưa biết quê Nga ở đâu. Nga ở Bình Phước. Vậy gia đình của Nga có ai làm trong ngành cảnh sát không? Hay chỉ có mình Nga đến với ngành này thôi? Ủa? Thầy. À. Em cũng định gặp thầy nè. Tôi biết rồi, vào nói chuyện luôn đi. Tại sao mà thầy biết? Cô Hà Giang có nói với tôi, sẵn dịp đi ngang đây nên tôi ghé luôn. Thầy chú đáo quá.
Dạ, mời thầy uống nước. Như thầy cũng biết, trước giờ em chỉ quen việc huấn luyện các chiến sĩ nam trên thao trường. Dù gian khổ cách mấy thì em cũng chịu được. Nhưng mà lần này huấn luyện một lớp nữ, thực sự làm có gặp chút khó khăn. Tôi hiểu điều này có nhiều bất tiện, nhưng rồi cậu sẽ quen thôi. Thực sự em rất là xấu hổ khi mà nói ra điều này. Bản thân em không hiểu một chút gì về phái nữ hết. Thầy à, em lo là mình sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Chuyện này đúng là hơi có chút khó khăn cho cậu. Dạ. Thôi được, trước mắt tôi sẽ cử một nữ thiếu quý, cũng là giáo viên trong trường, để hỗ trợ cho cậu. Cùng là phái nữ nên sẽ hiểu và dễ dàng trao đổi với nhau. Nếu mà được như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Thôi tôi đi đây. Dạ. Xong chưa vậy? Nhanh lên còn cho người khác dùng nữa chứ. Ráng đợi chút xíu đi, sắp xong rồi. Sắp gì mà tới 30 phút lận. Nghe nhạc gì mà mầm, ai mà chịu được. Mọi nhỏ lại đi. Ê, nè, nghe làm gì vậy? Sao lại tắt nhạc của Hồng? Ồn ào nên không thích, được chưa? Nghe vừa phải thôi nha. Nước sông không phạm nước giếng, ai cho Nga cái quyền đó chứ? Hai bạn lại có chuyện gì nữa rồi đúng không? Có thích hay không thì chúng ta cũng đã ở cùng phòng với nhau rồi, nhường nhau một chút đi. Ngân hỏi người đó kìa, đang yên đang lành kiếm chuyện gây sự không à? Họ có tức không á chứ? À, xong rồi. Ủa, bà Nga đau bụng lắm hay sao mà vô toilet vội vàng vậy? Cho đáng đời. Lần sau có nghe nhạc á thì Hồng dặn nhỏ lại một chút xíu nha, hoặc là nghe bằng tai phone để không ảnh hưởng tới người khác. Ok, rút kinh nghiệm mà. Nhưng mà nếu ngay từ đầu á Nga chịu nói như Ngân á thì Hồng đâu có thấy khó chịu gì đâu. Tính của Nga hơi trầm, có phần nghiêm nghị chứ không hề có ác ý gì hết á. Có gì Hồng thông cảm cho Nga nha. Còn Sen á thì mai mốt tranh thủ tắm nhanh một chút. Tại vì chúng ta đang sống tập thể, không thể để người này chờ người kia lâu như vậy được. Tại Sen quen rồi, cũng biết là làm phiền cho mọi người, nhưng cứ vào đó là Sen quên hết thời gian à. Sen hứa sẽ cố gắng sửa tật xấu của mình. Chúng ta cùng ở chung phòng với nhau, cho nên lúc nào Ngân cũng muốn mọi người vui vẻ và đoàn kết hết á. Chúng ta cùng hòa nha. Một, hai, một, hai, một, hai. Một, hai, một, hai, một, hai. Nghiêm. Nghỉ. Trước khi vào bài tập, chúng ta khởi động các khớp cổ chân cổ tay. Bắt đầu. Được rồi, thôi. Nghiêm. Mọi người di chuyển về vị trí xuất phát. Đằng sau. Quay. Di chuyển. Bắt đầu. Nhanh lên. Tất cả bước vào vị trí. Sẵn sàng. Xuất phát. Nhìn lên. Sẵn sàng. Xuất phát. Nhìn lên.
sẵn sàng. Xuất phát. Tôi rất là hài lòng với kết quả của các em ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ đến với bộ môn nhảy xà tiếp đất. Tập nữa hả thầy? Không được nghỉ giải lao hả thầy? Đương nhiên, tụi em mới chạy được có 100 mét, như vậy thì làm sao đủ sức để trấn áp tội phạm đây? Thưa thầy, em không tập môn này được không thầy? Tại sao vậy? Dạ, tại... À, nếu em cảm thấy trong người không được khỏe, tôi sẽ cho em nghỉ. Lần sau tập cũng được, nhưng mà chỉ lần này thôi nha. Dạ em khỏe mà, nhưng mà thầy miễn cho em môn này luôn được không thầy? Em sợ độ cao lắm, với lại lỡ tập té gãy giò sao thầy? Em đừng quá lo lắng. Nếu như em làm đúng theo những gì tôi đã hướng dẫn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa với độ cao này thì sẽ không tới mức nguy hiểm như em nghĩ đâu. Tại sao mình phải tập môn này vậy thầy? Em thấy nó đâu liên quan gì tới việc bắt tội phạm đâu. Tất cả những môn này sẽ giúp các em hoàn thiện thể lực, sự dẻo dai. Do đó sẽ không có gì là thừa nếu các em học tốt những môn học này. Các em nhớ chưa? Nhưng mà... Không như vậy gì hết. Hôm nay em hãy quan sát các bạn tập và thuộc dầu cho đến khi các bạn tập xong. Thầy... Không thể trò gì hết. Giỏi quá. Nè, không được giỡn. Một chầu tiếp đi. Phải công nhận một điều á, là Hồng chạy nhanh và nhảy giỏi thiệt đó. Bộ trước đây Hồng là vận động viên hả? Ừ. Không có, chắc là tài năng khiếu ba mẹ cho thôi. Trời, kiềm tốn dữ. Trời, cái này người ta gọi là tài năng bẩm sinh đó nha. Không có đối thủ các đâu. Các bạn cứ nói quá như vậy, có người ghen ăn tức ở, tưởng là mình nổ thì không có hay đâu. Sen thấy cái môn này chẳng vui chút nào hết. Mệt. Nhớ lại độ cao lúc nãy làm Sen bả cả mồ hôi nè. Có nhiều đó mà làm cũng không xong. Không hiểu sao những người bất tài như vậy có thể vào được lớp này. Ở trên đời này á hả, sao có những người hay ghen ăn tức ở quá vậy? Chị nói được cái miệng không à? Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nha. Không nói gì vậy? Mèo nào cắn miểu nào? Không biết Sen nhà ta hả? Ngây thơ hay là ngu ngơ nữa. Mà thôi đi, coi như Hồng nói phong long, ai nghe được, hiểu gì thì hiểu. Ủa Hồng, Sen, có thấy Nga ở đâu không? Nếu mà có vấn đề gì về buổi liên tập thì em cứ thẳng thắn chia sẻ, tôi sẵn sàng lắng nghe. Ê Sen, có tôi nè. Ê cô, mời thầy tiếp tục. Lỗ quá, kính quá, cũng không được. Giờ phải làm sao? Em đang làm gì vậy? Dạ, dạ thầy, em đâu có làm gì đâu thầy. Không, chạy nhanh quá vậy. Cái này á không phải là tấm không đâu, mà còn là danh dự của Hồng nữa. Trái phải, trái phải, trái phải, trái phải, trái phải, trái phải, trái phải. Nè, một chân cũng đánh được mà. Lên đi. Trái cây Sen nhà ra đây. Nga ơi. Ủa, sao thầy lại ở đây vậy? Nếu các em biết tôi ở đây thì các em lại tìm cách trốn tôi nữa phải không? Chạy từ đây á, tụi mình có phước cùng hưởng, có quả cùng chia nha. Nhất trí. Nhất trí. Đứng yên. Tắm mà cũng dành nữa là sao? Ai biểu Sen tắm lâu chi? Trời, có một tiếng chứ mấy. Sen, nếu mà con muốn đi học trễ thì nhanh chóng thay đồ đi. Kệ bạn ấy, gọi hoài mà không lo dậy gì hết trơn. Ngủ sai như chết vậy. Hai người không dậy được, giờ sao giờ Nga? Kệ đi, mình cũng đã hết cách rồi. Làm gì mà mặt như mất số gạo vậy? Có gì đâu.
Nhìn mặt Hồng đáng ngờ lắm nha. Khai thật đi. Đã nói là không có gì rồi mà. Thôi xin đi ngủ đi. Không có ngủ. Bây giờ mắc nhiều chuyện lắm rồi, sao ngủ được. Ê, đẹp trai quá. Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy nè. Em có sao không? Thưa thầy, em xin lỗi, em tập hợp trễ. Em xin lỗi thầy, em hứa sẽ không tái phạm nữa. Hai em về chỗ đi.